đi bộ anh gì mà chỉ tắt vậy bạn. Là cái keo này đẹp quá luôn á. Bắt đầu xuống. Chào các bạn, như vậy cũng là gần hết năm rồi. Có thể đây là cái chuyến đi cuối cùng trong năm của mình. Chuyến đi phượt kết hợp với câu cá. Địa điểm ở Đắk Nông, xã Đắk Nia. Đi ngắm cá hả? Buồn quá. Lên trên chứ mình không đâu ở ngay đâu, nước lên tới đây nè. Nha, đứng một con nước lên tới đây nè. Bây giờ là 4 giờ chiều. Anh em mình chuẩn bị cắm lều xuống, cắm trại trước khi trời tối. Tóc lên, để cho băng nó bằng bằng đó. Mình nằm ở dưới này, cái là cái này lót bỏ đồ thôi. À, bỏ đồ đúng không? Rồi. Bỏ đồ thôi sao thôi, còn đâu ngủ tí sao? Thôi làm nhận chặt với lại tôi. Cá trước mặt luôn này. Mâm xôi nữa nè. Gần vào nước khe đấy. Lúc đầu là anh em mình tính làm ở bên cái bờ sỏi kia kìa, nhưng mà thì mấy anh ở đây nói là nhiều khi xả nước này nọ nước xuống nguy hiểm, chứ để mà cắm bên đó nó đẹp lắm luôn á.
quay quay ngược rồi. Nhỏ vậy. Đi đây là ứng. Ừ. Sao đầu tư có 4 người không? Dẫn về dẫn đầu đi. Căng rồi. Cột lại không? Có mấy cái cây căng rồi nó không? Vậy là bay hết luôn. Bay. Ok, giờ mình tìm đường xuống suối. Nước lạnh lắm nha các bạn. Nhiệt độ hiện tại cũng khoảng vào 20, khoảng 20 độ. Giờ là ngày chiều. Đêm xuống thì có thể nhiệt độ rơi vào 15 tới 16 độ. Điểm này gần hơn chiều và em vứt cũng được rồi. Giờ mình đi tặng dưới đi. Đi cá để nó ăn cũng có giờ á. Mình nói chung là rảnh giờ nào mình quýnh giờ đó. Không, xuống nữa. Ở đây không có đâu. Đi đường bên kia hay bên này? Bên kia như dễ đi hơn á. Nó đá này nó mài. Nó chạy quanh năm rồi. Cái dép này nó cạn nước quá. Trời thiệt, cái bộ xỉa một chân là trôi liền. Cái chân đá.
Ta đi lúc nào mới chịu lực tới. Cái dạng mà nó có lỗ ha. Cái dạng đó mà đi đi suối đi rừng mới ngon. Xuống cái dòng chảy mạnh này nè, qua cái chỗ yếu là ngon. Đang ở trong thành phố mà đi về mấy chỗ này ngồi ngắm cảnh này nọ lua, cảm thấy nó refresh bao nhiêu lần luôn á, thấy thoải mái lắm. Thỉnh thoảng các bạn nên thử đi một chuyến như vậy, tách biệt với những cái khu mình quen thuộc, mình đã sống, những nơi mà nó ồn ào xe cộ. Vô đây thì có cái tiếng suối, nó ồn ào nhưng mà nó thoải mái, nó làm cái đầu óc mình nó thư giãn. Đây là bạn Tiến. Bạn Tiến thì câu cá rất là lâu rồi ha. Có 15, 16 tuổi là bạn ấy đã câu fly rồi. Còn nhỏ hơn thì bạn theo cha đi câu ở trong rừng này. Mũ quá trời. Chút nữa làm gỏi. Nó suối đang đẹp đẽ, nó xả nước một phát. Này các bạn, cái lỗ hồi nãy mà sỏi, bãi sỏi hồi nãy mình đòi ngủ ở dưới á, đòi dọn lều ở dưới á, thì bây giờ nó đã vậy nè, giống như nãy mình nói là nó sẽ xả, trong tuần nó sẽ có lịch xả nhưng mà mình thì không biết xả lúc nào. Đang nấu gì vậy? Một xíu thịt lên bóp gỏi. Kỹ năng sinh tồn đây nhỉ, chắc nó có mấy cái đồ này nó đánh nhiều, nó đi trong rừng trong đồ này. Mình cứ nghĩ là nó đánh bằng đá chứ làm gì nó đó. Đánh chơi gì thôi chứ sao nó cái được. Cái này nó cũng đánh chơi thôi chứ đánh chi, nó lấy hột quẹt nó đánh quẹt cho lẹ chứ đánh gì mất công. Không có tươi hả? Đây mình đi với, đây mình đi với tươi với đó. Đồ mình đủ rồi, mình rót đồ khô đi. Đây nó lấy đồ tươi về còn làm cây nướng thịt nữa. Bây giờ tôi lâu quá tôi đéo nấu cơm củi, tôi đéo nấu luôn nhiêu. Thì cũng đây nè, lâu lâu mới nấu thôi, giờ ở nhà làm gì ai nấu. Bây giờ còn cứ điện hay gì. Thì nấu lại cái nhà ông nọ trong đó ông xài năng lượng nước đó ha, mới có điện đó nha. Nãy giờ nhiên ngồi trong đây sợ mấy anh em mấy anh em đi bị nước không, nước lên không biết không? Không, cũng để ý chứ. Nước lên thì tại vì nước lên nó cũng có tờ mà đâu phải nó đi nhanh nào đâu. Nói chung là chạy kịp. Nếu mà đang ra ngồi đủ nó thấy nút gọn gọn lên cái chân tôi cái ủa đủ nó nãy nằm dưới và cái rồi đủ có hiểu luôn. Tưởng là cái máy gì vậy? Không, không có nghe cái tiếng còi. Cái còi đó cũng phải đâu. Cái còi đó là không liên quan đâu. Cái này nó thích nó thả, nó thích nó tắt này. Cái này là từ cái đập của từ bên Đắc Tích cho tiến. Cái đập 4. Cái này là từ là nhánh của đồng Nai 4 mà. Nhánh nhưng mà nó không thả, nó chỉ thả từ bên thủy điện Đắc Tích thôi. Cái này nó khô quá, nó bị sốt. Sốt.
chắc vì tôi nhiên đi xuống làm cây như nha. Đây. Đi đâu? Đi kiếm cây đó. Kiếm có phí quá trời. Đi múc luôn. Không kịp đánh xuống dưới này. Đánh sát xuống dưới này không kịp. Xuống ngay chỗ mà thấy hồi sáng mình đứng nhìn xuống. Ở dưới đó có một cái chân đập. Đi qua cái nhà đó mà tới cái chân đập đó. Thì nó móc à. Thấy không? Thôi về từ từ. Ờ có trái chín kìa. Gỗ xưa phải không? Cây này gỗ xưa hả? Đúng rồi, chúng ta trồng nhiều để làm gỗ đi. Ở trên cái phía Ninh Thuận á, Ninh Sơn đồ trồng nhiều lắm. Trồng dọc đường luôn á, trồng cây lề đường luôn á. Hái xúc ăn hả? Kiếm mấy trái chín để má chín vàng đủ má leo lên cây. Những cây này mà hái được cái trái màu vàng cắn cái chĩa luôn. Có trái chín nè, mấy góc có mấy trái chín nè. Bên phải nè có mấy trái chín nè. Tới mùa nó chín chắc cá nó lên trên này nhiều lắm. Đúng rồi. Nó ăn... Mà cây này nó đã thòng ra ngoài bờ sông đâu. Nó toàn rớt cũng rụng trên đất không. Có ít trái xuống. Bên này có mấy trái chín nè Tiến, bên phải nè. Ừ. Trên đầu kìa. Cái chùm á, chùm sau tán lá nè. Bên phải. Sau cái ổ kiến á, ừ. Dưới. Ngay cái cành mà cái bên ổ kiến trên tay kìa, có chừng cắn kìa. Ổ kiến cái bên nè. Nó sau cái tờ lá, sau cái lá ừ. Đó. Đúng rồi, nó chín nó phải đỏ là luôn á nhưng ơi. Hoặc lùm mấy trái rớt dưới cũng được. Lùm mấy trái rớt dưới có trái nào chín. Mấy trái mới chín lùng đó là cá nó mới thích á. Nó ngọt hơn. Hả Nhi? Có trái nào chín rụng không? Chưa tới chế rụng, chín mấy trái đó. Chưa đến mùa nó chín rồi. Thơm. Cái này cây chồi đót đây hả? Vâng. Đúng rồi. Cái bông nó nè. Chồi đót nè. Lấy cái bông này làm chổi. Hái mấy chùm bự á, chùm sống lắm anh ơi. Nghĩ quá nó sống. Mày kiếm mấy cá nó hườm nó đỏ luôn rồi. Không thấy.
Thế là hái ăn, hái mấy cái trái tròn một tí. Ừ, to. Hái mấy cái buồn nó chát ngầm mà. Non quá nó chát lắm. Không có chua chín đâu. Má này đến mùa. Cái này đi bẫy chim nữa. Nhưng cái nắp thôi. Lấy nước. Túi không để làm gì đây Nhiên? Hả? Túi để làm gì thôi? Không. Đúng rồi, về quăng lấy chung vô. Mày nãy cầm đi hết đâu rồi mà không có đâu. Má nó khê uống nó hôi hôi. Thằng hồi nữa nè. Có khê uống hôi hôi, khê cái chính là slow motion á, để anh hiểu nước đi. Slow motion mà còn gì. Nước nó trong veo luôn kìa. Trong hơn nước túi ở nhà mua đóng bình nữa đó. Thề. Uống được luôn à. Nước túi tinh khiết luôn á. À, đã lắm anh. Rồi, tắt lửa hả? Được. Nãy giờ mình đi tắt lửa. Nó đâu có táp mồi cái đó. Ừ. Cái này chỉ có cá suối thôi. Cây gì vừa không? Quát cây vậy là vừa. Đẹp quá. Đẹp quá. Ừ. Ừ. Cái này hơi bự chút. Cắt xuống. Tí nữa xuống. Một tí làm cái ly. Cho lên TV hết luôn. Chiều mai mốt lên kênh YouTube là cái gì quên mất tiêu rồi anh em. Ba kê cư đi ra. À. Đi ra đường. Có đồ ăn thì thích thì xào tỏi luôn. Thôi lên kiếm cái rừng như cầu tỏi. Có chừng nó đổ tiếng. Kho đấy hả? Dạ. Không cắt cái sợi cái thịt gì đâu mà. Thế bây giờ ngồi chăm chút nữa là tới 6 giờ luôn á. Cái kìa nó lật qua bên kia là nhìn luôn. Không tiêu ăn ấm người. Vừa thôi. Ăn ngồi cái cổ nóng rang. Tính mang miếng đường phấn nó có miếng màu. Tiêu rồi. quên được từ biết làm cái gì cho ngọt không? Bảy ốc ớt ngọt ngọt không ngọt. Mẹ tôi nấu cơm hay bỏ cái gì nấu mấy cái món hầm đồ hay bỏ bảy ốc đồ vô.
để cho miếng vô cho nó ngọt. Ừ, để lấy bẻ ốc bỏ vô. Thấy thơm rồi đó. Đó. Giờ là bỏ ít miếng ngọt vô thế đường. Đủ rồi. Ít bột ngọt thôi cha, ăn bột xương à, ít thôi cho nhiều ai xin ngon rồi nè. Rồi cho nó ngọt cái nước không bị chát. Rồi cho kẹo nước nó lầm. Cái ốc bẻ ốc này nó cũng không ngọt lắm. Nãy không bỏ coca vô cho màu đẹp. Trong khi mấy anh em chuẩn bị một số đồ nữa ăn cơm thì mình ra đây mình lua thử ha. Mà có cá rô dưới này à. Có cá rô Tiến ơi. Ơi Tiến. Tiến ơi, có cá chụp, có cá ăn, mới chụp hụt à, ngay đây nè. Đánh đèn à, tấp lại cơm sao? Mai là phải ít nước, hôm nay thì thử nghiệm rồi. Làm tí thì nóng tí. Ngồi mũi chích đỡ phải đâu. Không có mũi luôn không? Tôi nãy giờ tôi không thấy có mũi cắn tôi. Chưa tới giờ của nó đi thôi. Ừ. Đó hết đi. Mai bắt đầu ngồi rung rồi anh thì bắt đầu lạnh rồi đó. Không mặc không, áo khoác vô. Không có mũi là chuyện lạnh rồi đấy. Thấy nữa mà. Đây, đây rau rừng. Tôi giới thiệu cho. Ngày món rau rừng này. Rau rừng. Rau thơm quá ha. Cái này là tôi ướp theo gia vị của ông ấy, nên nó không ấy mấy. Nó ngấu vào thịt hết rồi, nó không đều. Rau rừng. Các loại rau rừng. Đây có những rau gì như? Sung với rau sung đồ đồ. Rau này là ở Hàn Quốc có nè. Thế luôn, Hàn Quốc nó trồng theo luống luôn. Còn cái này là gọi là nó ở trong rừng không biết. Của Hàn Quốc cũng giống cái này luôn, nhưng mà của nó hơi nó có long trắng trắng nhỏ, nhưng của mình không có. Của mình là tự nhiên khác. Rau gọi là rau lá ớt khe đây. Cúng thổ địa cái. Cúng thổ địa rải miếng rượu nữa. Cúng mai này cho con mấy con cá làm phim cho nó đẹp đẹp. Thịt này thích nhỉ. Trải nghiệm có phim có đồ. Cắt miếng cá nè, cá miếng thịt. Em ăn miếng thịt. Đấy, thịt ngon lắm. Heo trên này ngon lắm. Thơm. Ok. Làm cái dễ đi. Đúng.
hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian. Có nghe đêm nay tường đã vấp cơn mưa ngàn, thôi thì đành quên nhau như lá trôi đi mùa đông, như nắng phai đi hình bóng cho thiên đi cùng trời mơ mộng. Thôi thì đành quên nhau cho tắt đi cùng đèn đớn đau, dần thấu yêu thương buồn đời mà theo ngang câu gian dối. Suối nhỏ đúng không? Suối dậy đông đất nhỏ nhỏ. Con băng này nè. Này, nó lớn hơn thì nó lớn hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.